5 lợi ích quan trọng của việc đi du lịch. Du lịch là một phần thực sự quan trọng của cuộc sống. Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời nhất của việc đi du lịch, bao gồm sức khỏe, hạnh phúc và hơn thế nữa. 1. Khiến bạn hạnh phúc hơn. Trải nghiệm du lịch khiến bạn hạnh phúc hơn, bằng cách giúp bạn thoát khỏi công việc bận rộn hàng ngày. Và nếu bạn có thể rời xa cha mẹ, con cái, công việc tự do, thú cưng, bài tập về nhà, bài học piano, công việc bán thời gian, ôn thi hoặc bất kỳ điều gì khác có thể khiến bạn thất vọng, du lịch chắc chắn sẽ khiến bạn vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. 2. Cho phép bạn ngắt kết nối. Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho sức khỏe tinh thần của mình mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là khi là một sinh viên đại học bận rộn với công việc buổi tối, hoặc một người làm việc ca 12 giờ, là ngắt kết nối để nạp năng lượng. Làm việc hoặc học tập trong nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng liên tục khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, bạn xứng đáng được nghỉ ngơi trong vài ngày để tránh khỏi căng thẳng kéo dài. Nếu không, bạn có thể bị kiệt sức, trầm cảm, lo lắng và hàng loạt các vấn đề và bệnh tật khác. 3. Giảm căng thẳng và lo lắng. Một trong nhiều lợi ích tuyệt vời khi đi du lịch là nó có thể làm giảm mức độ căng thẳng và lo lắng. Nếu bạn sợ đi máy bay hoặc không thích du lịch gia đình, hãy đi bằng đường sắt hoặc trải nghiệm du lịch một mình. Điều quan trọng là thoát khỏi căng thẳng kinh niên của cuộc sống hàng ngày để bình tĩnh và thiết lập lại tâm trí của bạn. 4. Tiếp xúc với những điều mới mẻ. Khi bạn đi du lịch, bạn đang bước ra ngoài vùng an toàn của mình. Ngay cả khi điểm đến của bạn tương đối gần, bạn vẫn đang trải nghiệm những điều mới mẻ. Khi bạn gặp một người mới, cho dù đó là ở một thị trấn khác gần đó hay ở một thành phố xa xôi, bạn cũng đang được cảm nhận những điều mới. Và bạn cũng có thể được thử các món ăn mới, văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống, vân vân. Họ cũng sẽ cảm nhận được hương vị mới. Khi bạn đến thăm một địa điểm mới, gặp gỡ những người mới và tìm hiểu về một nền văn hóa mới, cho dù là du lịch theo nhóm hay khi đi du lịch một mình, lợi ích cho cuộc sống của bạn là vô cùng to lớn, hơn nữa nó cũng mang lại lợi ích cho bạn bè, gia đình và những người thân yêu của bạn. Bạn không chỉ được trải nghiệm những điều mới mà còn mang những gì học được về trường học, nơi làm việc và quê hương của bạn. 5. Thúc đẩy sự sáng tạo trong bạn. Bạn là sinh viên, nghệ sĩ, nhà văn, nhiếp ảnh gia, đầu bếp, quản lý quảng cáo hay nhà thiết kế trò chơi điện tử đang gặp khó khăn trong việc nảy ra ý tưởng tuyệt vời tiếp theo của mình. Đi du lịch có thể giúp ích cho công việc của bạn.